Thưa quý vị, chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã được đưa ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được hoàn thiện thành dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Và đây cũng chính là lồng cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực. Bài toán đã đặt ra là việc triển khai như thế nào để chủ trương lớn và quan trọng này đi được vào cuộc sống. Thực tế cho thấy, Quá trình triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội có sai phạm đều mang chung một đặc điểm là dân không được biết, ban, làm, kiểm tra, giám sát, thu hưởng. Tiêu biểu như sai phạm tại dự án khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, 262 lô đất được đấu giá xỉ mà không đấu giá riêng lẻ, khiến cho người dân địa phương có nhu cầu thật sự về nhà ở không thể tiếp cận được. Đồng thời, đội ngũ cán bộ đã lạm quyền khi ra quyết định sửa đổi phương án đấu giá, bãi bỏ quy định điều kiện năng lực tài chính của người tham gia đấu giá, hỗ trợ 5% để người chúng đấu giá kiếm lời từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng mỗi lô đất. Phải bổ sung thêm một tiêu chí mà là tiêu chí rất quan trọng trong khi phê duyệt các cái dự án thực phát triển kinh tế xã hội vân vân là gì là ý kiến của nhân dân Xem là bao nhiêu phần trăm ý kiến dân đồng tình với dự án đó. Bao nhiêu ý kiến của nhân dân là đã được tiếp thu bổ sung chỉnh sửa vào cái dự án đó. Và cái dự án đó làm ra thì đem lại lợi ích gì cho nhân dân? Và nếu xét thấy là nếu lợi cái dự án đó thực hiện mà không đem lại lợi ích nhân dân, tức là nhân dân không được thụ hưởng thì kiên quyết không thực hiện. Đáng chú ý, không ít trường hợp người dân đã có đơn thư kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, thậm chí trực tiếp phản ánh sai phạm tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội. Nhưng những ý kiến này không được xem xét, giải quyết, thấu đáo. Quan trọng nhất này, này là những ý kiến đúng của nhân dân phải được xử lý và đưa vào cơ chế chính sách của đảng nhà nước. Phải thực hiện nghiêm cái quy định về giải trình của tổ chức và cá nhân trước nhân dân. Chúng ta phải quy định là sau mấy ngày làm việc thì các cơ quan công quyền, công chức nhà nước phải giải trình phản hồi những ý kiến mà nhân dân có ý. Cái gì nhân dân đúng thì tiếp thu một cách chân thành, cái gì nhân dân chưa phản ánh đúng thì có cái sự giải thích lại để tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. Bây giờ chúng ta phải quy định rất rõ ràng công khai minh bạch đi. Tất cả những cái gì không thuộc về bí mật quốc gia canh công khai, mọi việc ra minh bạch tức là ra ánh sáng mặt trời rồi. Thì nếu vậy không khuất tất được. Dân người ta biết rồi, anh phải đứng ra anh tổ chức. Anh tổ chức ví dụ một cái hội nghị, mời dân đến. Đó. Có thể không mời được tất cả bằng cái người dân. Nhưng mà trong cái gì, ví dụ một nghìn người dân ở cái ở liên quan đến cái, cái chỗ ấy. Anh cũng phải mời để người ta, người ta sẽ cử đấy. Người ta sẽ bảo nhau, người ta cử đại diện. Đấy mới là đại diện thật của họ như vậy để kiểm soát quyền lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị chính quyền trong sạch vững mạnh cần thể chế hóa chủ trương dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng trong đó cần quy trách nhiệm cụ thể của đại biểu hội đồng nhân dân đại biểu quốc hội trong việc lắng nghe ý kiến của nhân dân thúc đẩy giải quyết thấu đáo kiến nghị của dân về lâu dài cần mở rộng các thiết chế dân chủ trực tiếp một cách đúng hướng và có hiệu quả